chiến tranh ấy, thì mới khi là bom mìn rơi xuống thì nhặt những cái mảnh nhôm này này để làm những cái máng ăn. Muốn xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì Muôn sẽ đi một cái ngôi làng trong cái chuyến lang thang vùng cao, đi tìm hiểu và thăm hỏi những cái gia đình có cái truyền thống về đẹp đan lát. Theo tìm hiểu thì đây là một cái ngôi làng có một cái ông bác chuyên về đan lát các dụng cụ truyền thống của người đồng bào Dẻ Triêng. Những đứa trẻ của làng Chà Nhay đang tắm dưới suối ngay cạnh bờ ruộng luôn. Hôm nay thì Muôn tiện ghé qua đây thì sẽ quay một chút về cái ngôi làng này. Những cánh đồng lúa và những cái rừng cao su, cà phê cũng là những cái công việc chính của bà con nơi này. Nhìn qua thì mọi người có thể thấy đây là một ngôi làng cũng rất là đẹp, nằm ở vị trí trung tâm của xã. Người dân ở đây có điều kiện kinh tế cũng khá là tốt. Và ngay sau đây thì Muôn cũng xin mời mọi người bắt đầu video thôi nào. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Muôn đi tới một cái người đàn ông vẫn còn là giữ nguyên cái vẻ đẹp đan lát và truyền thống. Đây mọi người có thể thấy là chú đang làm. Muôn nói nhỏ thôi. Chiếc bố. Yeah. Chiếc bố này. Ủa bà 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 bà. Yeah. Yeah. Chào lẽ. Đó. Hai bác đang làm mấy cái chỗ cái đan lát này cả nhà này. Thế chứ nhớ mò mặt trẻ chưa? Nhớ mà các bạn dần á. À, cái này là đan cái gùi đây cả nhà. Đó. À, cái này làm cái bằng cái dây mây. Đúng rồi, dây mây. Man siêu nhiên là vừa khả năng siêu thầm nhẹ dị nhỏ của chúng ta thầm dị phở dễ dị nhỏ dị cái như vừa bao hiểu vẫn tin cái hiểu là nhiều à siêu này nhẹ à siêu dương ó bố ba tài của họ mà mình cũng đây tài họ tài họ mà ngay 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 vô cái xe cọ để hả vô cái xe cái xe tập nam thì vô cái dài mày chơi những làm cái đập đầu là lâu lường vậy. Sản phẩm làm cái gùi này, cái gùi của người Dẻ Triêng ở trong kia cũng có những cái sản phẩm này này cả nhà này. À, thì Muôn sẽ quay lại những cái sản phẩm của bác này làm nhé. Đây là trong cái ngôi nhà cả nhà là những sản phẩm của bác làm nhé. Bác là một người cũng rất là hiếm hoi còn để giữ được cái nét truyền thống ở nơi này. Đó, đây là những cái sản phẩm mà bác tự đan lát tự làm, nhìn rất là tinh xảo luôn. Đó, cũng khá đẹp. Đây là cái gùi mà hai bác đang làm nhé. Đó, đây là cái gùi của người Dẻ Triêng này. Cái gùi này thì cũng mới này, đây là cái gùi mới. Đó, đặc trưng của bà con sinh sống ở đây này thì thường hay có những cái dàn bếp như thế này. Đó, cái dàn đầu tiên đây cũng là để củi này, nếu mà không để củi nữa thì vẫn chất những cái đồ khô, ví dụ như là cá thịt họ thường hay hun khói ở đây. Còn trên này thì là những cái đồ mình bảo quản những cái chỗ đan lát đây này, này. Đó, những cái sản phẩm đan lát mình để đây, khi nào mình cần dùng ấy mình sẽ dùng cái này, mình ngâm xuống nước rồi mình có thể đan lát. Cái này là chắc là làm những cái mẹt nhỏ hoặc là những cái đây là những cái này này cả nhà. Ở đây thì cũng có cái bảng giá, bác bán với giá 300k một cái này. Đây này là những cái giống ngô, giống bắp này, rất là thú vị luôn. Đó, để ăn. Cái này là cũng có cái để nấu xôi này, rất là nhiều luôn. Cái sản phẩm này được làm bằng mây, là bằng mây, cái này bằng tre nứa.
Ở trên này thì bác cũng chắc cũng phải bác cũng làm mấy cái để làm cái gùi này. Đây là những cái dây mây là lấy ở từ trên rừng nhá. Cái này cũng rất là đặc biệt này. Đó. Đây là những cái bán ăn. Cũng rất bom mì gì mình nóng. Đúng rồi, cái này là từ bom mìn. Mìn để gì mày gì? Đang thời này mà dân này đó dân những thầy lại sử dụng cái mà chỉ trả đấy. Đúng rồi. Bác bảo là ngày xưa thì lúc mà thời chiến tranh ấy thì mới khi là bom mìn rơi xuống thì nhặt những cái mảnh nhôm này này để làm những cái máng ăn. Ê, bác có bán cái này không? Bác có bán không? Bữa nay không bán nữa, bữa nay đi truyền thống mà. À, bữa nay để dành hả? Không để bán dành truyền thống của gia đình. Đúng rồi. À, bác để dành truyền thống, nói chung là bác cũng là một người rất là lưu giữ tốt những cái truyền thống. Chọn nền nệ chỉ giờ nó có điện thì ở đó được bật đi bật cái điện đó. Đấy, ở đây thì cũng có nhiều này à, cái bi đông to chưa đồng thời cái tranh mới nồi mới cả men này nhiều. Ở đây là có một cái đàn tinh ninh này rồi cung nó có hết cả nhà. À, nhìn rất là đẹp luôn, tự làm hết đấy cả nhà. Dùng dẻ tự làm hết. Cái này là để đồ ăn này, cái này để đồ ăn, còn cái này là dầu vàng, bòi vàng, là cái máng cơm này. Rất là hay, nhìn rất là hay luôn cả nhà đó. Cái này là phiên bản bằng nhôm này cả nhà. Còn nếu mà gọi là phiên bản bằng đan đát là vẫn có nha. Đấy, đây là phiên bản bằng nhôm. Khi mà này gì? Này ai gì? Này ai ở bát đan em mà bát đan cái chị vậy là nhiều trên bảy. Mà bát nào nó này? Chậm. Đây là một người nghệ nhân, bác cũng lớn tuổi rồi, một nghệ nhân kỳ cựu về trong cái làng mà làm cái nghề đan lát này nhá. Đó, đây, mọi người có thể thấy là những cái sợi lỗ nứa được chẻ ra và được mót ra nó rất là nhỏ. Đó, cái này thì ban đầu thì mua cũng hỏi rồi thì bác bảo là làm cái gùi. Những cái sản phẩm gùi là cái sản phẩm bên kia cả nhà, đó là những cái mà mua để đó mấy cái, một cái thì đang chưa được hoàn thành, còn hai cái kia là đã hoàn thành rồi nhé. Còn là bên cạnh đây này, đó là cái một cái kiệt tác mà của bác đã tự làm thôi. Cái này là tận dụng những cái bom mìn từ thời chiến tranh ngày xưa bị rơi vỡ đó cả nhà, thì các bác đi thấy thì lượm về là đóng thành một cái tô như thế này này. À, rất là đẹp luôn. À, cái này là có nhiều loại, 1, 2, 3, 4, 5 loại muốn đưa ra đây để quay phim. Còn những cái loại kia nó vẫn còn ở trong nhà cũng rất là nhiều. Còn cái này là cái máng ăn cơm này, cũng làm theo cái thể thức mà cái truyền thống máng cơm của người bà con ở đây nhá. Đó, nhìn cũng rất là đẹp, tinh xảo, với lại là tận dụng được tối đa những cái nguyên vật liệu mà mình không có là. Đó. Bác ơi, thế bác làm một cái gùi này thì là mất khoảng bao lâu để hoàn thiện một cái gùi? Đùn đúc. Bác tăng tay nghề nào sạc một vòng. Đùn tàu trên tre hồn. Giặc chè em mì bữa là chè ảnh hòm, giặc chè thẹn về chợ gồ. Rồi tâm tinh tâm tay hệ thư khuật rồi hả? Tinh tâm co tàn hứa. Tinh co tàn
mà cái tên tấm mà ta hay là quan nghề quan chăm nghề à là mẹ tao chụp chẳng gì cục vàng gì toàn gì bị đuôi tao rồi nhưng mà có tấm mà ta hay cái tên này tấm mà che quất mua cái gì quan chăm nghề à nào nhà vào đó để làm một cái sản phẩm như cái cùi này cả nhà đây hoàn thiện cái này từ lúc mà đi chặt cây rồi làm thì là mất 5 ngày cả đan đây đặc biệt là mình làm mấy cái dây này này đó, dây đeo này này cũng rất là kỳ công luôn dây đeo này hoàn toàn làm bằng mây nhé một cái sản phẩm cũng rất là đẹp đó, bên trong này cả nhà rồi bên này nữa này rất là đẹp. Nói chung là phải khéo tay mới làm được như thế này đấy cả nhà. Còn giống như muôn bây giờ thế hệ chắc là gặp mấy cái này thì bó tay luôn. Không biết đấy. Còn cái này nữa bố giờ ăn mồi à. Mà pây nè, lại pây nè. Pè. 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 Và đun đưa cái mặn mà chị. Pè họ ba dễ và cả ba ngày pè họ gì mà chị. Ba ngày. Thầm mà vô gì ta nó cũng nghe gì này chọt. Thầm mà bò mà mẹ ở thầy ba ngày gì chọt. Nếu mà mình bò ra tay ngày à nào gì nào cha ngày. Đấy giống như cái này này cái mẹt này này cả nhà. Đó. Cái mẹt nhỏ này thật ra thì nhìn nó kỳ công rồi nó nhìn nó rất là tinh xảo như thế này nhưng mà làm đối với cái sản phẩm như này là 2 ngày thôi một ngày là đan cái này còn ngày kia thì làm cái khung viền này thì là hết ra 2 ngày nhé đấy đấy là giờ bác biết làm thôi còn nếu mà mình biết làm cái này cả tháng cũng không xong đấy mà nhỉ nhiều cái sản phẩm nói chung là hôm nay thì muốn tới đây đi gặp gỡ những bác lớn tuổi họ thường hay ở nhà đành rỗi xem mấy bác làm cái gì thì mỗi bác thì có những cái công việc riêng để làm giống như bác lớn tuổi rồi bác phải ở nhà rồi đan lát mấy cái đồ truyền thống này có thể là mọi người mà thích mua rồi sưu tầm thì nhớ liên hệ với mua nhé để mua nó chỉ nhà bác ở đây này đó bác cũng làm cái này là vừa bán là vừa sử dụng luôn nên là mọi người muốn quà lưu niệm thì có quà lưu niệm hoặc là mọi người muốn có cái để dùng ấy, ví dụ như là trưng bày những cái mẹt làm đồ ăn chỗ quán mang cái đậm nét truyền thống của người miền núi ấy thì mọi người cũng có thể là mua cái này để trưng cái sản phẩm ở đây những cái thịt cá hoặc cái gì đó nhìn cũng rất là bắt mắt đó, cũng rất là đẹp gà cái ẩm thực gà ăn đó, làm ẩm thực đấy còn mấy cái đồ này đấy mua cũng hỏi rồi bác không bán cái đồ này bác bảo là để lại cho thế hệ con cháu sau này để lại cho trưng thôi nha cả nhà. Đó mà bán cái này thì chắc không bán đâu. Cái này là làm thủ công mà nhìn nó rất là đẹp, rất là kỳ công. Bỏ mày là liềm đấy. Đấy, mày liềm, còn mày liềm. Mày để bạn một, rồi nó có rất nhiều luôn. Đấy, mày là liềm. Đấy. Nhưng mà tiếc quá, bác không bán. Chắc nếu mà bác không bán buôn sẽ xin, chắc bác cho. Xin chắc cho đấy cả nhà. Thật ra thì mấy cái này ấy bây giờ là ngoài thị trường họ làm nó khác còn bằng bàn tay mình làm với lại là nó có mang cái tính chất lịch sử nó rất là tàn khốc nhưng mà vượt qua cái đó thì bà con đã tận dụng được để làm những cái đồ thức ăn này cả nhà cũng rất là hợp lý. Vừa rồi thì Muôn cũng đã tìm hiểu xong về nghệ thuật đan lát của ông bác ở làng Chả Nhây. Bây giờ thì Muôn cũng xin tạm biệt làng Chả Nhây và tiếp tục cái cuộc hành trình của mình theo tiếng gọi của nhịp sóng đồng bào người Tây Nguyên cũng vùng núi ở Kon Tum này cả nhà nhé. Bây giờ thì Muôn cũng xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Muôn.